Hai, xin chào tất cả các bác. Ê, các bác thì đã cơm nước rồi, còn em thì đã chưa đây các bác ơi. Vẫn đang cho anh em thợ hì hục làm dọn mấy cái máy cho các bác. Đây là quy trình lắp một con máy viền đen đây các bác. Một con điều hòa vít đây. Nhà thì rất bừa bộn. Đấy. Quy trình lắp con điều hòa vít đây các bác này. Hôm nay em sẽ quay một cái video gọi là cụ thể một chút. Thường thường mình quay video rất nhanh. Đấy, rất là lọ mọ các bạn. Mua đèo huyết cái chi tiết của nó là phải mấy trăm chi tiết đấy. Từ cùng nóng đến cùng lạnh. Đây mình chỉ quay mặt lạnh thôi nhé. Đấy, dàn này. Đồng của nó thì thôi rồi. Rất nhiều lớp, rất nhiều ống. Dây dợ này. Các bác coi. Cả bối luôn. Rất mất nhiều thời gian các bạn. Đây đồ của nó đây, đặt đúng cùng điều hòa dọn cho các bác xong đây. Những con như này thì phải test lại một hai lần nữa. Đấy, viền đen đấy, vít đấy, hàng thông thường thì em mới đang hết các bạn. Hàng thông thường hôm nay đang không còn thật sự các bác. Hàng thông thường hôm nay đang bị hết, làm hết công suất mà cũng không thể kịp gửi được cho các bác được. Đấy, các bác rất thông cảm cho em. Hàng thông thường không thể quản. Điều hòa nói chung là nói các bác là về mùa này thì điều hòa dùng rất nhiều mà cũng rất nhiều người đặt, cũng có rất nhiều người hỏi. Có những người thì họ chỉ cần hàng thông thường bình thường để nắp nóng lạnh bình thường thôi, nhưng có những người thì người ta thích điều hòa vít, người ta để phòng khách tượng trưng cho cái sự giàu sang đấy, ví dụ như con viền đen này hoặc là con tên lửa đấy, nắp phòng khách thì nó chung có đẳng cấp luôn. Nhưng điều hòa Việt Nam mình thì không thể sánh nó được. Từ về chất dàn, Việt Nam mình thì hay có chế độ ăn bớt nhiều lắm, dàn cũng ăn bớt, rồi tất cả mọi thứ ăn bớt. Nhưng của Nhật cả một công nghệ như này, nhìn cục nóng nó to như này đến 40 mấy cân. Nhưng Việt Nam nó chỉ có 20 mấy cân thôi. Thì các bác là chất lượng đồng của mình đã ít rồi, đã bị thiếu rồi. Không, không thể đầy đủ được. Nhưng con điều hòa này, về chất liệu đồng các thứ của nó rất dày dặn các bác nhé. Nó dùng bao nhiêu năm rồi nhưng mình nó chỉ là bẩn. Mình dọn đi qua đi lại rồi nó sạch sẽ thôi. Phải không? Đấy các bác nhìn những cái dây của nó như kia mà. Nhưng Việt Nam mình mấy sợi thôi, nó là hàng bình thường. Đây dợ rất ít, nó không phức tạp. Mấy đây những đồ này của nó này, hệ thống lưng niêu của nó này các bác xem này, bao nhiêu chi tiết gộp lại. Em quay video này chắc hơi dài, các bác nếu mà có theo dõi video của em thì cố gắng xem để xem cái sự vất vả của bác thợ hiện nay như nào. Nhà hiện tại hôm nay đang hết hàng rồi, chỉ còn mấy con viền đen viền viếc rồi dọn lên thôi, cho trả lốt đơn của khách. Đấy, mấy ngày nay thật em không quay một cái gì hết, chỉ ở nhà vợ làm mấy cái video ngắn thôi. Còn cái video ngắn em ít làm lắm, đấy, chỉ vợ em làm thôi. Em chỉ làm những video dài, video view hàng thôi. Đấy, còn những video ngắn là cái video của vợ làm. Đấy, những hàng của nhà xuất đi cho thợ các thứ linh tinh thì vợ nó chụp lại nó quay cho bác xem. Còn em về ban đêm bắt đầu em mới chương trình xem lại những con máy nào mai cho đi cho khách như nào, em sẽ làm video cho các bác xem. Rất đầu các bạn. Đấy, nồng lắm. Các bác cần điều hòa gì thì inbox cho em. Nói về điều hòa, những ví dụ hàng thông thường thì các bác ấy nên dùng những điều hòa những phòng ngủ ấy. Mình nên dùng hàng thông thường cũng được. Nó chạy nó cũng nóng lạnh như vậy mà, cũng tiết kiệm điện như vậy. Nhưng những cái phòng khách ấy, thì mới nên dùng như hòa đẹp hơn một tí, hàng chức năng. Nhìn nó đẳng cấp. Đấy. Nhìn nó đẳng cấp hơn nhiều các bạn. Nó đẹp. Người ta đến người ta nhìn con điều hòa mình nó khác hẳn điều hòa Việt Nam. Đẹp hơn. Cái phòng ngủ thì cần nóng lạnh bình thường. Dùng những dòng dân dã. Có những dòng dân dã như nhà em bây giờ có những con như của La Tiola,
Hàng thường, thông thường nóng lạnh em phải dọn lên tầm 4 triệu các bạn. Lạnh bình thường giá hợp lý chỉ 4 triệu, đầy đủ phụ tùng, điều khiển bằng tôn. Bắt đường sau ấy, về thì thuê công thợ phát nắp. Thế thôi. Quá đơn giản, quá rẻ luôn. Như ba la thì đắt hơn một tíu. Ba la thì đắt hơn khoảng 500 đến 300. Có con đời cao cả triệu. Có con bình thường đắt hơn 23, 14, tắp hơn khoảng 500-700. Nhưng điều hòa cao hẳn như 27, 28 thì nó cao hẳn lên tiền triệu. Nhưng vấn đề là nó không cần thiết. Đời năm nó không quan trọng lắm. Theo quan điểm của em nữa. Nên dùng những con nào về chất zin của bãi. Đấy. Không gì cả. Ngoan, nguyên zin. Đấy. Từ công xuống chứ không qua nhiều thợ được. Đấy. Bản thân mình phải làm như vậy. Những con zin bản. Không qua cái gì cả. Mình chỉ về mình dọn dẹp, mình sơn sửa ăn thôi. Ví dụ thế. Đấy mà gọi là con tốt. Chứ không phải là đời cao mà đã tốt. Đời cao có những con bên Nhật nó bị lỗi. Nên em làm cho các bác này, em cứ làm con nào nó đẹp nhất. Đây có bác nhắn tin đang đầu phu 40, nhưng đầu phu 40 chưa xong được. Phu 40 phải chắc ngày mai kia. Vẫn chưa xong được, nhiều đơn lắm. Đôi lúc ngày em làm 5-70 đơn cho người tiêu dùng được bình thường. Chưa kể của thợ. Nên nhiều lúc nó rất là bận các bạn. Đây này, như cái đầu dây của nó này. Các bạn nhìn dây siêu kinh khủng chưa? Dây cả bối. Đấy, nắp một con như vậy. Xây dựng rất nhiều. Con này đang là con 40 này. Nhà còn mấy đơn hàng vít để làm nốt. Một sang hàng thường. Sang mấy con phu, con phiếc của các bác ấy. Các bác đặt con phu. Phu đời cao. Chưa làm kịp. Về đây các bác thợ cũng rất là mệt. Đây các bác, trời tối om như mực rồi. Mọi người đi ngủ hết rồi. Mà anh em vẫn phải làm. Làm đi nhiều hôm, 11:30 mới nghỉ ấy. Bận lắm. Nên nhiều lúc các bác cần ngay thì chắc chưa có ngay đâu. Làm lâu lắm. Muốn làm nhanh thì nó lại không cẩn thận. Đấy. Nên làm nó rất phải được kỹ. Rất đi tiết lại. Ban ngày thì rất đông người nào. Nhưng ban đêm thì chỉ có một người thôi. Vì ban đêm đông không thể làm, không làm được việc. Các bác cần đi inbox cho em nhé. Theo số điện thoại là 0964519122. Có gì các bác cứ trao đổi. Cần những con như thế nào hay là như thế nào các bác cứ trao đổi các bác. Không phải ngại. Mua cũng được mà không mua cũng được. Chứ không phải cứ gọi đến em là phải mua. Nhưng em thấy là mấy bác đâu mua cái đồ to. Mình chuyển khoản ít quá. Nhiều lúc các bác bận các bác không nhận được. Nên nhiều lúc nhà em rất là mệt. Mua đồ to như tủ lạnh, máy giặt. Nhưng các bác phải đặt cọc. Em có quy định trước là phải đặt cọc. Những con máy giặt ấy với số tiền lớn hơn. Vì cái cước vận chuyển nó cao. Nên các bạn đặt cọc có 200.000. Nhưng 100.000 nhiều bác không đặt cọc. Ok, cũng vẫn được. Đấy, nhiều lúc là rất mất thời gian là như vậy. Nhưng nhiều bác các bạn không nhận. Các bác muốn lý do thì nó bận thì em ngại. Không đáng là gì cả. Nó mất lòng tin. Nhưng các bác cọc cứ nên cọc nhiều. Đấy, điều hòa cọc 5-700 một triệu. Máy giặt, để tủ lạnh thì cứ cọc 2-3 triệu. Thì chắc mới xịp hàng. Nhiều lúc các bác ấy, toàn tiền cước của em gửi đi gửi về cũng mất rất là nhiều. Cước đi ví dụ 250, cước về 250 là 500.000, phải không? Em nãy còn máy là bao nhiêu tiền đâu. Nên nhiều lúc rất là phức tạp. Nhưng các bác nếu mà tin tưởng đến shop của em thì đặt cọc nhiều cho em.
để nếu mà các bác mà có nhỡ việc không lấy hoặc có vấn đề gì các bác không lấy thì em đỡ bị thiệt. Vì nhiều lúc là 5-10 cái đơn mà bị như vậy là cũng mất tiền triệu rồi. Cũng mất tiền triệu đấy các bác ạ. Chứ không phải ít đâu. Nên các bác nếu mà quan tâm và nhiệt tình mà mua thì cứ đặt cọc vào đấy. Các bác trả nhiều bây giờ thì mai thì các bác trả ít thế thôi, chứ không cần phải là bố là đặt cọc nhiều sợ mất, không thể mất được. Em mà không làm được hoặc là con nào lỗi lầm gì nào em sẽ báo luôn. Em sẽ báo luôn cho cả tiền cọc luôn các bác. Nói chung là như vậy, trả tiền cọc luôn. Yên tâm không thiếu một đồng. Đấy. Chứ không phải là sợ mất tiền đâu. Vì 1-2 triệu là cái gì đâu, tiêu nhoằng cái hết. Đấy, một cái video đấy. Nhà em hiện tại may là hết máy rồi. Hôm qua còn mấy bộ 22 em xả lốt giá 4 triệu 3. Giữ giá 4 triệu 3. Bán lãi 1-200. Không cần lãi nhiều. Đóng gói xốp xiếc thuê nhân công qua những quan đấy là hoài vốn. Không lãi luôn. Phải bán thấp nhất từ 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi thì được khoảng đôi trăm. Nhưng bán cái giá như thế thì không có lãi. Mọi người bán đi. Bán đi vừa có việc cho công nhân làm, vừa các bác tiêu dùng có những con máy giá hợp lý các bác dùng. Chứ bác cứ còn liên hệ với mấy số khác xem họ bán giá thế nào để có biết phải không? Cái giá thế này là cái giá rất hợp lý rồi, không thể nào hợp lý hơn đấy em nói thật. Nhiều lúc các bác có bổ có giảm được không, nhiều lúc rất là khó, không giảm được vì những cái giá đấy rất là thấp rồi, cực kỳ ưu đãi rồi không. Lại còn công đóng bìa, công đóng xốp, mua xốp thì mua bìa rồi các thứ linh tinh cũng mất mỗi con 20-30 nghìn đấy, không phải ít đâu các bác. Xốp xiếc bọc phải mua đấy các bác, cuộn băng quấn, những cái cuộn trục to quấn đấy là cái cuộn 200 nghìn một cuộn rồi, mà chỉ quấn khoảng được chục con đây, như cuộn kia, còn cuộn kia đấy, cuộn này này đấy các bạn đã mất 200 nghìn mà chỉ quấn được chục con rồi, mỗi con là mất 20 nghìn ở trong đấy rồi, suy kể xốp với bìa, không xốp với bìa vào nữa rất là tốn. Nên để hoàn thiện một con máy mà gửi cho các bác ấy mất nhiều thời gian, đóng hộp đóng cho các bác nó mất 2 người rồi. Hì hục mỗi con mất 10 phút không, cẩn thận toàn chuyến đi xa, chuyến như toàn chuyến ship code nên nói chung là nhiều các bác lúc không nhận ngay đâu, có những cái đơn ở An Giang, Bình Phước các cứ tinh tinh ấy thì các bác phải chờ tới 1 năm ngày, 5 ngày mới nhận được, mà vận chuyển qua rất nhiều công đoạn, không thể ngày 1, ngày 2 mà nhận được. Đấy. Nên các bác phải chờ đợi giúp em nhé. Bác cần như nào nên phải chờ đợi. Chứ không 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 không, không được ngay một lúc đâu. Chờ em khoảng 1 5 7 ngày, có chung cứ một về 1 tuần. Đơn xa như ở Sài Gòn về 1 tuần đấy. Mấy một tuần thì các bác mới nhận được. Mà nhiều lúc những cái vận chuyển thì nó có thể nó bị dập, nó hơi lứt nhẹ hoặc là cái một cái đặc điểm thì nó do vận chuyển thì các bác phải thông cảm, nó cứ chạy bình thường rồi được. Nhưng nó xa như đơn hàng vận chuyển xa như vậy nhiều lúc mất thời gian, mà nó vận chuyển nhiều lúc cái đơn vị vận chuyển nó qua nhiều quá nhiều công đoạn đấy, nó sẽ bị nhiều lúc nó bị dập hoặc bị gì đó, bị dập nhẹ thôi cái trên cái mặt này. Như đang nó mới này bây giờ dập, nó đập mạnh mà nó dập, nhưng em xốp em bọc kín rồi nhưng vẫn bị là bình thường. Thì các bác mà nếu mà mình biết thì thông cảm giúp em. Đây này, những cái dây nó khớp nối các bác nhìn này. Những vỉ mạch rồi đấy. Dày như màng nhện luôn.
Anh Quang nhìn như mà nghiện. Mạch nó còn rất sáng nhá. Hôm nay sẽ quay một video hoàn thiện về nắp một con viền đen cho các bác xem. Hoàn thiện luôn. Đấy. Đây chỉ là nắp thôi nhé. Chưa kể dọn đâu. Dọn con này một thợ, ba thợ thì dọn một ngày sẽ được một con hơn con. Đầu lắm. Sang tuần em sẽ cho anh em thợ làm một cái mã rẻ rẻ về Latiula. Mà đấy nếu các bác mà làm thì để em dọn cho thợ 30 con. 30 con Latiula. Đấy thì em sẽ view cho các bác xem. Các bác nào cần thì đặt. Em đặt giá như giá thợ luôn. Đấy. Giá cực hợp lý luôn. 4 triệu. 4 triệu Latiula. Máy 9.000. Bác thấy có giá yêu thương không? Đấy. Giá cực hấp dẫn. Nhưng chắc là tuần này chưa làm được. Tuần này phải xong hết cả cái đơn kia đã. Thì mới sang được cái đơn đấy. Đây dàn đồng à. Bao nhìn này. Bao nhiêu loại, bao nhiêu dàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ở trong mới nữa phải tầm 20 năm, 2 năm dàn song song. Cục nóng nó nặng, con này nặng bao nhiêu cân nhỉ? 43 cân rưỡi. Đây 43 cân rưỡi. Đấy 43 cân rưỡi. Nên nạp ga vào tầm 44-45 cân. Mặt nạnh của nó nặng là tầm, mặt nạnh chưa thấy nhìn kg đâu, 14 cân. Như bác xem 14 cân thì cái lõi đồng nó nhiều này. 14 cân đồng nó ra bao tiền. Quá nhiều đồng. Mặt nạnh nó 14 cân. 14 cân thì nó phải chục cân đồng rồi. 4 cân vỏ. Rất nhiều đồng. Đây cục nóng đây. Cục nóng có 40 viền đen đây. Cục nóng này cũng đẹp đấy. Về cái xước thì không thể tránh đâu các bạn. Cái xước này không thể tránh được. Vì nó vận chuyển qua quá nhiều công đoạn như vậy. Quên những đầu bịp kia em phải bổ thợ cho hết vào. Đây 40 đây, 200 V. Ga của nó nặng 1,5 cân. Ga 1,5 cân các bạn. Kinh khủng thật. Nó nặng đấy.
Con này có đủ góc chưa? 40 ấy. 40 chứ không đủ góc. Đúng không ạ? Năm sáu năm mươi đi rồi, 50 bán rồi, 50 đi Bắc Linh. Nói chung gần hoàn thiện rồi đấy. Bài này em sẽ tua chậm, à tua nhanh cho bác xem, chứ quay những bài này lắp con máy mất gần nửa tiếng. Viền đen đấy nhỉ, đấy những cái viền đen này các bác, con này vừa có phải gắn keo hay là cứ thế là lắp mà nó có keo sẵn, keo sẵn nữa, keo sẵn nó vẫn còn ăn. Không ăn những cái khò nóng phát là mềm mới ăn, không keo sẵn nó dính chắc lắm. Hello. Ngon nhầm gì? Con này về để ngày mai phơi trời nắng là bọc. Là con 56 như thế, phơi kỹ đi. À 56 thì không cần gì. 56 thì lâu. 6 thì khô. 56 viền đen này chắc tí phải bọc. Cho một bác ở Quảng Linh. Con này thì mai bê trời nắng phơi. Ngon. Thế là xong không? Lấy điện cắm thử luôn nhá. Gọi nhiệt độ luôn. Con này là con 401 này, con này gọi là nhiệt độ này. 200V. Con này dẫn tem cho đẹp. Mai thì mình sẽ làm video với con này. Đấy hai điều khiển này với anh mang một điều khiển nữa. Điều khiển mà qua tối chạy đi gì. Gọi khiển luôn em. Đấy điện này các bác này.
cực đẹp luôn. Mình sẽ bổ thằng em này nó sẽ quậy nhiệt độ luôn, thì các bác xem. Đây, quá trình quậy nhiệt độ này. Mình sẽ ấn như này này, mình sẽ dạy cách ấn nhá. Ấn nút này 11 phát. 11 phát này. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 2, 3, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nên đấy. Nên thì các bạn ơi, nhiệt độ hôm nay của ngoài trời nó là 26 độ các bạn. Đấy, nó báo nhiệt độ ngoài trời nhỉ. Nó sẽ báo nhiệt độ ngoài trời nhá. Nó giống nhiệt độ trong nhà mình ấy. Nào khi nào nó có nhiệt độ trong nhà này. Đấy, Eco Navi này. Nano tất cả mọi thứ này. Đấy các bác nhá. Nó sẽ báo nhiệt độ của mình. Đấy, mình gọi nhiệt độ. Cái dòng này gọi nhiệt độ, nó không có dòng khác. Dòng khác có cần gọi. Đấy, sau đây là mình quay cho các bác xem về cái mẫu điều hòa lắp ráp toàn bộ một con điều hòa viền đen. Con này là đời 2011, đời đầu 40, tương đương máy 16.000 BTU nhá. Đấy, 16.000 BTU, đầu 40. Siêu đẹp luôn. Các bác mà có cần hàng gì như nào thì inbox cho em. Em cũng quay luôn cho bác xem, kể cả những người thợ, thợ ai mà chưa biết làm em quay luôn cho bác xem luôn. Các bác tham khảo nào cách mà lắp ráp như nào thì em sẽ gửi để gọi điện đến chia sẻ cho em. À, gọi điện đến em chia sẻ cho. Em sẽ phụ thợ em chia sẻ cùng nghề cho. Mà làm để phục vụ tất cả bà con. Vâng, cảm ơn các bác xem video nhé. Em rất nhiều, video cũng rất là dài. Nha các bác nhé. Đấy, video rất là dài, thời gian cũng rất là lâu rồi. Đấy rồi, tất cả chào cảm ơn tất cả các bác nhá. Giờ đã đêm rồi, chúc các bác một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon ạ. Và cảm ơn rất nhiều.